Năm người nên kết thân cả đời. Thứ nhất, người biết xin lỗi trước ngay sau khi cãi nhau. Không phải vì họ sai, mà vì họ hiểu được thế nào là trân trọng. Thứ hai, người biết nhường lợi ích khi hợp tác. Không phải vì người đó ngu, mà vì họ hiểu thế nào là sẻ chia. Thứ ba, người chủ động làm phần nhiều hơn. Không phải vì người đó ngốc đâu, mà vì họ hiểu được thế nào là trách nhiệm. Thứ tư, người hay chủ động thanh toán tiền. Không phải vì họ lắm tiền nhiều của, mà vì họ coi trọng tình bạn hơn tiền bạc. Năm, người cho bạn vay tiền. Không phải vì họ thừa tiền, nhưng mà vì họ quý mến bạn. Là người Công giáo, bạn đã sống thế nào? Trong cuộc đời bạn đã gặp được mấy người nên kết thân như năm tiêu chí trên? Hãy điểm danh nhé. Mến chào các bạn.